Việt Nắng Tháp Chàm là tên triển lãm nghệ thuật khắc giấy về văn hóa Champa lần đầu tiên thực hiện tại Hà Nội, đang được trưng bày trong không gian tầng 4, Mosaic Cafe số 2 cửa Nam Hà Nội. Bằng sự kết hợp khéo léo giữa nghệ thuật khắc giấy và ánh sáng, những bạn trẻ trong nhóm Lần Hồi đã biến những tờ giấy có chất liệu xi măng thô kịch trở nên mềm mại, đem tới cho người xem những nét đặc trưng độc đáo của nền văn hóa Champa. Nhìn trên khía cạnh là một cái sự đóng góp và phản ánh về văn hóa thì mình thấy nó rất có ý nghĩa. Thứ hai là nếu mà xét về góc độ lao động thì thấy các bạn ấy thực sự là đã làm việc rất là tích cực để có được những tác phẩm này. Các bạn đã phải khắc giấy rồi phải nghiên cứu những cách thể hiện khác nhau, làm việc trong một thời gian rất là dài, ấp ủ để ra được những cái tác phẩm này. Và so với hai cái triển lãm lần trước thì mình cảm giác như lần này tuy quy mô nó nhỏ nhỏ thôi nhưng các bạn ấy đã làm một cách rất là chín và có chiều sâu, và đấy là một điều rất đáng quý. Sau khi nghiên cứu thì thấy được một số vẻ đẹp và nét đặc độc đáo của nó, thì bọn em muốn truyền tải những cái gì bọn em tìm hiểu được cho mọi người xem. Thông qua triển lãm lần này, những bạn trẻ nhóm Lần Hồi mong muốn có thể kết nối gần hơn nữa loại hình nghệ thuật điêu khắc giấy chiếu bóng đến với các bạn trẻ. Qua đó giúp người dân, đặc biệt là những bạn trẻ, hiểu hơn về nét đặc sắc của một nền văn hóa có giá trị bậc nhất trong sự đa dạng các nền văn hóa của người Việt. Dự kiến triển lãm sẽ mở cửa tới hết ngày 6 tháng 12 năm 2013.